Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 23 tháng 3 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến ngập nhà những dòng hàng lan đẹp ạ, và rất là nhiều những cái dòng hàng lan đang nụ, đang chuẩn bị cho một mùa hoa rất là tuyệt vời, với cái giá cực kỳ là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái lô trầm tím. Cái hàng trầm tím rừng cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm những cây lan trầm tím hàng rừng. Thời điểm bây giờ cây đã bắt đầu đang chuẩn bị nhú nụ rồi. Có đâu đây em thấy là có những thân đã bắt đầu là nhú nụ chi chít lên rồi cô chú anh chị ạ. Cái dòng lan trầm tím rừng hiện tại đang lên mầm gốc này cô chú anh chị này. Đó, hàng thì gần như toàn bộ đều là thân tơ, và mắt nụ đã chuẩn bị là nứt ra khỏi thân như vậy nhá. Hàng rất là đẹp luôn, cái lô hàng về tuyển chọn cực kỳ là đẹp luôn. Cây không quá dài, không quá ngắn, nói chung là đủ cô chú anh chị mình có thể có những bông hoa đẹp nhất và những cây giống lợi giống nhất cô chú anh chị. Và 1 kg trầm tím hàng rừng này đẹp xuất sắc luôn ạ. Em đang để giá có 360.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Em nghĩ rằng là bất cứ một anh chị chơi lan nào chắc chắn là không thể thiếu trong sân vườn của mình những bông trầm tím thơm nức mũi đúng không ạ? Mầm gốc đang lên chuẩn bị nụ hoa. Và em sẽ bán ngay từ 0,2 kg rồi, 36.000. 360.000 1 kg em bán từ 0,2 kg. Đây cô chú anh chị có thể nhìn cho em đây ạ, một lượng hàng 0,2 kg. Cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một lượng trầm như vậy nhé. Tức là chỉ hơn 70.000 thôi ạ, 72.000 thôi ạ. Sang bên này đây thì em đang có cái lô ngọc thạch 3 màu Bắc ạ. Hàng sẽ chuẩn 3 màu sắc nét cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Giá 150.000 cho 1 kg. Thân nào thân đấy mập căng, nú, đẹp một đẹp mê mẩn luôn. Chuẩn bị nhú nụ cô chú anh chị nhé. Dàn mầm gốc lên cực kỳ là đẹp. 150.000 cho 1 kg thôi ạ. Sang bên này đây là một cái lô phượng vĩ. Phượng vĩ đang đi vào cái mùa hoa rồi. Đây có những cái thân đang bắt đầu là nhú nụ, nứt nụ rồi đây cô chú anh chị này. Cái dòng lan với sắc hoa đỏ rực rỡ, một vài nhánh thôi cũng đủ làm nên một mùa hè tuyệt vời ạ. Vài dòng lan phượng vĩ này em bán là 90.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan phượng vĩ này. Dạ cô chú anh chị mình có thể của em ngắm. Đây là mặt bông của dòng lan phượng vĩ. Chỉ có hai nhánh thôi cô chú anh chị thấy là cũng đã làm ra nên một cái giò hoa đỏ rực rỡ tuyệt vời như thế này rồi. Cái dòng lan phượng vĩ đây cô chú anh chị nhé. Cần hoa rất là dài và phân nhánh đẹp. Giá chỉ có 90.000 cho 1 kg. Một cái dòng lan mà đẹp mà lại vừa rất là rẻ, dễ thuần, dễ chăm nữa. Sau bên này đây sẽ là cái dòng lan kiều vàng ạ. Kiều vàng đang bắt đầu sinh những mắt nụ rất là lớn đây cô chú anh chị này. Thậm chí em thấy là có một số cây đã bắt đầu là nhú nụ ra rồi. Cái dòng lan kiều vàng em để giá là 180.000 trong 1 kg. Ngoài ra thì em còn có một số hình mà em chia ra theo hình để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn nữa. Cô chú anh chị này, có những phần kiều rất là đẹp, cô chú anh chị mình có thể lựa chọn. Cái hình kiều này em gọi là cái hình kiều số 30 nhé cô chú anh chị nhé. Cả lô kiều này em bán là 100.000. Cô chú anh chị về làm một cái giò cực đẹp. Hình kiều số 31 ạ. Cái dề này, nguyên một cái dề như vậy em bán là 90.000 thôi. Đó, nguyên một dề nhá. Mà sang bên này đây sẽ là cái hình kiều số 32. Được. Em thấy là có cả cây đã bắt đầu nhú nụ cô chú anh chị này. Bắt đầu nhú nụ luôn rồi cô chú anh chị ạ. Em đang bán cả cái lô kiều này với giá bao nhiêu ạ? 100.000 cho cái lô kiều này. Và sang hình số 33, lô này em xin phép được bán với giá chỉ có 90.000 này. Dạ. Dạ, sang bên này đây thì em có cái dòng lan hài nhá, chú anh chị nhá. Hài Henry ạ. Mỗi dòng lan mà đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa với sắc hoa cực kỳ là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị mình cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan hài Henry ạ. Đây ạ. Một cái hình dáng mang hình dáng chiếc hài màu tím hồng rất là đẹp mê như này. Hoa sai bông một cách tự nhiên luôn, chuẩn bị đi vào mùa hoa rồi. Và dòng lan hài Henry này em đang để giá là 130.000 trong 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg cho cô chú anh chị mình, cô chú anh chị nhá. Bán ngay từ 0,3 kg. Đẹp với cái lượng hàng 0,3, cô chú anh chị được cả một lô rất là nhiều như thế này. Cô chú anh chị này. Đẹp.
Đó. Ngoài ra thì cái dòng lan hài Henry em còn có cả những cái chậu lan hài đã thuần. Cô chú anh chị mình nếu như muốn không muốn tự ghép tự trồng thì cô chú anh chị có thể sở hữu ngay những cái chậu lan hài, chọn ngay cho em những cái chậu lan hài Henry đã được thuần sẵn như thế này rồi để chờ mùa hoa thôi. Em đang đẩy giá một cái chậu Henry như vậy là bao nhiêu ạ? 100.000 cho một chậu nhá. Và bên này đây sẽ là cái dòng lan hài Cosy này cô chú anh chị này. Đó, cũng không kém phần xinh đẹp ạ. Cái dòng lan hài Cosy không kém phần xinh đẹp. Những chậu lan này thì đã thuần rất là đẹp rồi. Mặt bông của dòng lan hài Cosy đây cũng rất là sai bông, chuẩn bị đi vào mùa hoa. Hài Cosy em xin phép được bán với giá cũng là 110.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé, dòng lan hài Cosy ạ. Dạ sang bên này đây thì em đang có cả những cây lan hài hồng nữa cô chú anh chị ạ. Những cây lan hài hồng và những cây lan hài táo đây. Rồi, rất là nhiều những cái dòng lan hài để giao lưu cô chú anh chị. Dòng lan hài kim ạ, 230.000 trong 1 kg. Em bán ngay từ 0,3 kg nhé cô chú anh chị nhé. 230 cho 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Cái dòng lan hài rất là đẹp, cũng là có một cái dòng mặt hoa rất là đẹp luôn. Sau bên này đây sẽ là những cây lan hài táo cực kỳ dễ thuần dễ chăm. Những cây hài táo, cả một cái lô hài táo em đang chia theo lô. Cô chú anh chị mình có thể lựa chọn những cái lô hài táo ở đây ạ. Lô này gọi là hình số 6 nhé cô chú anh chị, em xin phép đi ngược một chút xíu, một cái lô rất là nhiều như thế này. Cô chú anh chị có thể làm được khoảng tầm 3 4 giò cô chú anh chị ạ. Thì ở chỗ này em đang để giá là 100.000, tức là nếu mà cô chú anh chị mà tự trồng ấy, mỗi giò hài táo có 1 2 2 3 chục nghìn thôi, 1 2 chục nghìn thôi cô chú anh chị ạ. Đó, mỗi một chậu cô chú anh chị chỉ cần trồng khoảng tầm 3 cây, 4 cây là đẹp, rất là đẹp rồi. Sang bên này đây sẽ là cái lô hài số 5 này, em bán là 100.000 và lô hài số 4 em xin phép để giá là 100.000, chỗ này hai dề rất là to. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3, 100.000 cho lô hài táo này cô chú anh chị, 3 dề. Hai dề. Lá tròn rất là đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 2 ạ. Cái lô này em bán là 100.000 nhá. Cái lô này là có đâu đây là có hình như là có chục cây mấy bao nhiêu cây á. Và sang hình số 1 cũng là 100.000 cái chỗ này. À đâu, cái chỗ này dề nguyên dề to rất là to này cô chú anh chị. Hàng dề rất là to này. Lá to đùng luôn cô chú anh chị ạ. Cái dề này xin phép được bán với giá là 80.000. 80.000 cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là những cây lan hài hồng ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của những cây lan hài hồng. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan hài hồng đây ạ. Đây ạ, cực kỳ là xinh đẹp luôn như này. Đó, cái dòng lan hài hồng nhé, rất là đẹp như vậy. Dễ thuần, dễ chăm. Và một cái chậu lan hài hồng mà một chậu hiện tại là một cây như này người ta cũng phải bán hơn 100.000 rồi. Mà rất là dễ sống, dễ chăm, mà rất là dễ cho hoa. Thì ở đây cô chú anh chị mình có thể lựa chọn cho em những chậu lan hài hồng ở đây ạ. Hình này em gọi là cái hình số 7 này, 6 cây. Cô chú anh chị ạ, 6 cây lá tròn vo rất là đẹp nha, em đang để giá 100.000 thôi. Chỗ này cô chú anh chị về làm cũng phải được ít nhất là 2 chậu. Mỗi chậu chỉ cần 3 cây thôi là rất là đẹp rồi. Tiếp theo sẽ là hình số 8 này. Hình số 8 là những cây lá tròn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ, một cái lô hài hồng. Có 3 4 dề rất là đẹp như vậy. Xin phép em bán cả dề này với giá là 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9 này. 10 cây luôn cô chú anh chị nhé. 10 cây hài hồng ở đây, xin phép em bán là 120.000. Và sang hình tiếp theo tức là 120.000, tức là mỗi một cây hài hồng này rơi vào có 12.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là một cái dề hài hồng mà cây cái một cái lô hài hồng mà có đây, ba khóm dề rất là đẹp như thế này. Thì em bán là 110.000 nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11 này. Hình số 11 em bán với giá là cả lô hài hồng này sẽ là 100.000. Cô chú anh chị có thể cùng ngắm và lựa chọn cho em. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12 ạ. 6 cây. 6 cây hài hồng ở đây với giá là 120.000, tức là mỗi một cây hài hồng to và đẹp như thế này chỉ có 20.000 trong một cây thôi cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 13, cái cây lan hài hồng lá to đùng như này, 4 5 sen luôn cô chú anh chị ạ. Cây rất là to, lá rất là to và đẹp. Cái lô hài hồng này em xin phép được lá này có khi phải đạt đến tầm 5 sen, lá rất là to nhé cô chú anh chị nhé. Lô này em xin phép được bán là 100.000 ạ. 100.000 cho cái lô này, à 120.000 chứ. Hình 13 120.000. Sang hình số 14 ạ, 7 cây 100.000. Hình số 15 này. Hình số 15. Cây này thực sự là cái lô hài hồng về quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hiếm khi nào mà có những cái lô hài hồng mà lá của nó đạt đến tận 5 sen như thế này lắm ạ. Lô hài hồng này em xin phép bán 100.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6 ạ. Hàng lá to như thế này mà lên chậu thì bao mê luôn cô chú anh chị ạ. Hình số 6, 6 cây. 6 cây 100.000 nhá, chú anh chị nhá. 6 cây cũng rất là to luôn đấy ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7, 120.000 cho toàn bộ cái lô này. 120.000.
Dạ, sang bên này đây thì em đang có cả những cây lan trúc mành, hoàng thảo trúc mành. Hàng đã chuẩn bị bắt đầu là nhú nụ rồi cô chú anh chị nhá. Có những cây đã nhú nụ rồi. Đây là cô chú anh chị nhìn này. Đó. Nhìn thì khô cong queo như thế này mà có thể thấy là nụ đang bắt đầu là nhú ra rồi đấy ạ. Ui rất là nhiều nụ luôn đấy cô chú anh chị nhá. Đây này. Cô chú anh chị mình sẽ về sẽ được thưởng thức hoa ngay. Nhìn này, không nhìn kỹ cô chú anh chị nghĩ rằng là như không có sự sống. Cô chú anh chị về có thể được thưởng thức hoa ngay và một cái cơ hội rất là tuyệt vời trong năm để có thể trồng thuần những cây trúc mành này. Một cái lô trúc mành em có hai lô duy nhất ạ. Mỗi một lô như vậy em nên để giá là 55.000 cô chú anh chị nhé, về thưởng thức hoa luôn. Rồi ạ, sang bên này đây thì em đang có những cái hình đai châu. Những cái hình đai châu ở đây em đang có ba cái phần đai châu Thái nhé, cô chú anh chị nhé. Hình này em gọi là cái hình số 18 ạ. Hình số 18 100.000. Hai này. 4, 6, 8, 10 cây. 10 cây 100.000, tức là mỗi một cây trâu như vậy có tính vào có 10.000 thôi. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 19, cũng 100.000. Cái lô này có 2 này, 4, 5 cây ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 20, cũng 100.000. Lô này cây rất là đẹp luôn, 3 cây này. 3 cây. Hình này em bán là 100.000, 2 này, 4, 5. 6, 7, 8 cây, 8 cây 100.000. Đây em còn có mấy cây đai châu hồng cánh sen nhá. Hàng chuẩn hoa luôn cô chú anh chị ạ. Chuẩn hoa luôn. Một cái chậu đai châu hồng cánh sen như vậy này, một trong những dòng lan gọi là giá trị nhất, đắt nhất trong tất cả những dòng đai châu, châu hồng cánh sen. 90.000 cho một chậu, một cây cô chú anh chị nhá, một bảng một cây như vậy. Em đang có một bảng duy nhất có hai cây, em đang để giá là 130.000 này cô chú anh chị này. Đó, cái lá kẻ gân rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Còn sang bên này đây thì em đang có cái một cái lô combo đây ạ, một cái combo nhá. Gồm có đùi gà này. Đùi gà đây ạ, một cái phần đùi gà rất là đẹp. Hoàng thảo nghệ tâm. Đây ạ, hoàng thảo nghệ tâm này. Đó, hoàng thảo nghệ tâm đây nhá. Và một cái phần hoàng thảo long nhãn xanh mướt như thế này. Cả cái combo này xin phép được bán với giá là 70.000 ạ. À, sang bên này đây sẽ là những cái dòng lan kiều tím nhé cô chú anh chị nhé. Những cái chậu phần kiều tím ạ. Kiều tím em đang để giá là 120.000 cho 1 kg. 120.000 cho 1 kg. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em. Thì ở đây em đang có cái hình này gọi là cái hình 2 năm ạ. Hình 2 năm đây cô chú anh chị nhé. Em đang để giá là 240.000. Chỗ này là có đến 2 dề luôn ạ. 2 dề này với giá là 240.000. Đó, tức là cô chú anh chị về có thể tách ra để làm được hai giỏ rất là đẹp. Và hình tiếp theo sẽ là hình 24, có 160.000 thôi cả một lô như vậy. Dòng kiều thì đang chuẩn bị đi vào mùa hoa rồi, giá cũng rất là đắt đỏ. Tuy nhiên thì em đã cố gắng là kiếm những giỏ lan, những cái phần lan mà gọi là đẹp, giá cả hợp lý nhất để giao lưu cùng cô chú anh chị. Hình 23 140.000 cho rể này, nguyên một cái rể luôn, chung gốc như vậy nhé cô chú anh chị nhé, rất là đẹp. Sau hình tiếp theo sẽ là hình số 22 ạ. 160.000 cho lô này. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 21 ạ. Cũng nguyên một dề như vậy, nguyên một dề như vậy. Em đang bán với giá sẽ là 160.000, mua nguyên một cái dề. Đó, một cái mảng như vậy. Và sang bên này đây thì là những cái hình lan hoàng thảo xoắn của chú anh chị nhá. Hoàng thảo xoắn ạ. Còn duy nhất 4 phần hoàng thảo xoắn để giao lưu cùng cô chú anh chị đây ạ. Đây. Hoàng thảo xoắn này, em đang để giá 300.000 1 kg, hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây cho em. Em đang có hình thảo xoắn rất là xinh đẹp ở đây ạ. Hình 27, 170.000 cho một cái dề hoàng thảo xoắn rất là nhiều thân và thân mập nú như này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 26 ạ. Hình 26 đây, xin phép em bán với giá cũng chỉ có 170.000 thôi. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 28 nhé cô chú anh chị nhá. Thân căng mướt cực kỳ là đẹp luôn. Cái dề này em xin phép được bán là 200.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 29 này. Hình số 29 này em bán với giá sẽ là 300.000 cho dề này, đang nụ đây cô chú anh chị. Đó, đang nụ ạ. Một cái dề mà rất là nhiều, những cái thân hoa rất nhiều thân như vậy, 300.000 cho dề hoàng thảo xoắn này. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái lan kiều. Đầu tiên sẽ là dòng lan kiều tím yên tử cô chú anh chị nhá. Một trong những dòng kiều tím mặt bông phải nói là đẹp nhất trong tất cả những cái mặt bông của dòng lan kiều tím ạ. Cực kỳ là đẹp. Giá trị cô chú anh chị có thể nhìn thấy cho em những cái mặt bông kiều tím yên tử sổ tại vườn. Đó, cái vẻ đẹp trong vắt. Đó, những cái bông kiều tím đẹp một cách trong veo rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị ạ. Như những rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ, phải nói như vậy. Thì ở đây thì em đang có những cái chậu lan đây, mặt bông của nó rất là đậm đà và kỳ là đẹp.
Và ở đây thì em đang bán những cái chậu lan kiều tím yên tử như vậy đã, cô chú anh chị cùng em ngắm nhé. Mỗi một chậu lan kiều tím yên tử như thế này em đang để giá sẽ là 150.000 cho một giỏ lan như vậy. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn kỹ cho em những cái chậu lan kiều tím yên tử ở đây ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan kiều vuông mỡ gà nhé cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan kiều vuông mỡ gà, một cái mặt bông mà hàng gieo hạt và đã sổ hoa tại vườn. Với cái sắc hoa đây em sẽ để làm sao để cái điện thoại cô chú anh chị có thể ngắm được chuẩn màu nhất. Đó, màu hoa vàng rất là đẹp. Đây là mặt bông của kiều vuông mỡ gà cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì đang có những cái cây mà đang nụ rồi nên cái hàng này đã sổ, có như rất là nhiều những bông hoa đã sổ tại vườn rồi. Đó, ví dụ như cái chậu này hiện tại đang có nụ sớm thì đang có ba cái nụ đang nhú ra ở đây cô chú anh chị này. Đó, những cái chậu lan kiều vuông mỡ gà rất là đẹp như thế này. So với hàng hàng này là hàng trồng ở Việt Nam cô chú anh chị nhé. Hàng này trồng ở Việt Nam ạ. Và một cái chậu lan kiều vuông mỡ gà như thế này khỏe và đẹp luôn. Có những cái chậu đang sưng nụ rất là đẹp, em đang để giá là 140.000 cho một cái chậu lan kiều vuông mỡ gà như vậy nhé. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều vuông lộc bắc ạ. Kiều vuông lộc bắc, chậu cũng rơi vào đến cả chục thân trong một chậu như thế này. Đó là một dòng lan nở hoa đúng vào thời điểm Tết, rất là đẹp. Em đang để giá một cái chậu kiều vuông lộc bắc như thế này sẽ là 200.000 một chậu. Có duy nhất một chậu kiều tím thái thôi cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Một cái chậu kiều tím thái thân mập nù căng mướt luôn, dòng kiều tím thái hoa sổ tại vườn đây cô chú anh chị. Chắc chắn độ tím của nó không làm cô chú anh chị mình thất vọng. Đó, cây rất là khỏe và rất là đẹp, phát triển cực mạnh, cực nhanh. Em đang để giá một chậu như vậy là duy nhất một chậu này 100.000. À, tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh ạ. Hàng vừa về, hàng vừa cập bến và tất cả những cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh hiện tại. Những cái giả hành to gần như là cái cổ tay cô chú anh chị ạ, và cây đang nhú nụ hết cô chú anh chị nhá. Đây này, cây toàn bộ đang nhú nụ hết và chậu rất nhiều giả hành và cực kỳ là to đẹp như thế này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, chậu rất là to nhé cô chú anh chị nhá. Cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh phải nói là đẹp mê. Tất cả mọi cây đều đang nụ. Và một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh như vậy hiện tại em đang xin phép bán với giá sẽ là 160.000 cho một giỏ cô chú anh chị nhé. 160.000 cho một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh. Chậu cực kỳ là đẹp và cây rất là khỏe, tất cả đều đang nụ. Một cái lô về không, một cái lô hàng về không có điểm nào để chê. Cô chú anh chị có thể cùng em xem cái giá của vũ nữ hoàng hậu xanh ở đây ạ. Một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh đây, cách đây có 1 giờ người ta bán một chậu bao nhiêu đây ạ? Một chậu một vòi hoa 350.000 cô chú anh chị nhé. Chậu có hai vòi hoa người ta bán là 400.000. Đó, cô chú anh chị thấy cái giá trên thị trường người ta bán như thế nào ạ? Ở đây thì em đang có những chậu này, em đang của em hiện tại là chậu rất nhiều giả hành và đang có một vòi bông nhá cô chú anh chị nhá. Em đang thấy là có một vòi bông. Thì em xin phép được bán với giá chỉ có 160.000 thôi, tức là nó quá rẻ so với cái giá của thị trường đúng không ạ? Đây cô chú anh chị có thể nhìn cho em. Đó, em dám cam kết cô chú anh chị rằng tất cả những mặt hàng của em bán, cô chú anh chị không lo sợ phải mua hớ mặt hàng cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây cũng sẽ là cái dòng lan vũ nữ. Đây sẽ là những cây bông vũ nữ Sally Baby, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cái mùi hương thơm phải nói là ngọt ngào quyến rũ từ cái vẻ đẹp của cái dòng hoa rồi, những cái bông hoa rồi cô chú anh chị ạ. Đó, nó đã đẹp ngọt ngào từ những cái bông hoa rồi, nhìn rất là yêu luôn. Những cái bông hoa vũ nữ Sally Baby, Sô-cô-la Baby ạ, hay còn gọi là Sô-cô-la Baby đấy ạ. Một cái chậu khỏe và đẹp như thế này này cô chú anh chị, nhìn rất là rắn giỏi, nụ cực kỳ là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé, cực bền hoa và rất là thơm. Một cái chậu lan vũ nữ Sally Baby này em xin phép được bán với giá chỉ có 140.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 140.000 cho một chậu thôi ạ. Riêng những chậu vũ nữ Sô-cô-la Baby em dám khẳng định hơn hơn nữa thì em không nói, nhưng em chắc chắn một điều, không nơi đâu người ta bán một chậu lan đẹp như thế này dưới một giá 160.000 đâu. Đó, nụ hoa rất là đều và cực kỳ là khỏe, nụ rất là khỏe luôn cô chú anh chị nhé. À, bên này cũng là những cây lan vũ nữ này, em đang có hai cái chậu vũ nữ vàng kim cương duy nhất ạ, đẹp mộng mơ cô chú anh chị. Với cái vòi hoa nó không quá cao, vòi hoa cao khoảng tầm 50 cm cô chú anh chị, để bàn trong phòng khách trên kệ rất là hợp lý.
hay là trong phòng phòng làm việc thì cực kỳ là hợp lý luôn cô chú anh chị nhé. Phụ nữ vàng kim cương, chậu hai ngồng hoa cũng đủ tạo ra một cái không gian cực kỳ là xinh đẹp rồi. Em đang để giá một cái chậu như vậy, siêu bền hoa luôn cô chú anh chị ạ. 100.000 cho chậu hai ngồng hoa nhé cô chú anh chị nhé. Đó, 100.000 cho chậu hai ngồng hoa. Và tiếp sang bên đây sẽ là những cái chậu lan. Những cái chậu lan cắt lẹ, dòng lan cát đỏ cẩm tú nhé cô chú anh chị nhé. Hàng tem ạ. Chuẩn hoa cho cô chú anh chị mình đây ạ. Cái mặt bông của dòng lan cát đỏ cẩm tú. Lượng hàng cũng không còn nhiều, cái sắc hoa đỏ rực rỡ tươi giói đẹp như thế này nhé. Một chậu như vậy em đang bán với giá là 110.000. Còn sang bên này đây sẽ vẫn là những cái chậu lan cát, nhưng mà đây sẽ là những cái chậu lan mà mặt hoa xổ số đó. Thì những cái cây nào mà mặt hoa chuẩn thì em sẽ báo chuẩn, còn hàng nào mặt hoa xổ số thì em báo mặt hoa xổ số nhé cô chú anh chị nhé. Một chậu là một bụi rất là to như thế này cô chú anh chị này. Chậu là một bụi rất là to luôn như vậy. Em đang để giá có 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Nói chung cái dòng cát thì cô chú anh chị yên tâm rằng là cái mã màu nào cũng rất là đẹp. Đó, còn thì cô chú anh chị muốn chắc chắn để mà sổ hoa chuẩn đỏ thì cô chú anh chị có thể lấy cho em cái chậu lan cát đỏ cẩm tú kia 110.000 cho một giò. Sang bên này đây, cô chú anh chị nhìn cho em là những cái cây lan hoàng nhạn. Cái dòng lan hoàng nhạn 4N. Đó, những cây lan chắc chắn rằng không làm cô chú anh chị mình thất vọng. Từ cái thân lá, cô chú anh chị nhìn cho em, cây rất là đẹp. Đó, cực kỳ là VIP như thế này cô chú anh chị nhé. Không hề bỏ lá chân. Cây xếp tăm tắp đẹp như thế này, rơi vậy nhất là 6 cặp lá trong một chậu. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em từng cây một, đẹp mộng mơ như thế này. Và một cái cây nhạn đẹp một cách xuất sắc như thế này, dòng nhạn 4N, em đang để giá là 190.000 thôi cô chú anh chị nhé. Lượng hàng cũng không còn nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Và em nghĩ rằng là lô sau để mà có được những cây nhạn đẹp như thế này và rẻ như thế này thì em nghĩ rằng là cũng rất là khó. Bởi vì không phải lúc nào cũng kiếm được một cái lô nó rẻ và đẹp như thế này đâu ạ. Và sang bên này đây thì em đang có những cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc cô chú anh chị nhé. Cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc ở đây, một cái dòng hoa mà cũng rất là bền và thơm. Chậu không chỉ đẹp từ hoa mà ngay cả thân của nó, thân thắt đốt sáng bóng như những hạt ngọc luôn. Hàng đang nụ đang hoa và đang lên mầm gốc rất là đẹp. Em đang để giá có 150.000 cho một chậu thôi. Nói chung là riêng dòng hoàng thảo chuỗi ngọc này, cô chú anh chị mua hàng cân thì không dưới 180 kg đúng không ạ? Mà về cô chú anh chị chắc gì cô chú anh chị đã thuần nổi một cái chậu lan đẹp như thế này. Chắc gì cô chú anh chị đã thuần được một cái chậu lan đẹp như vậy. Bởi vì cái dòng chuỗi ngọc là một trong những dòng lan gọi là cũng khá là khó thuần nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em đang có những cái chậu đen đen đô xuân ạ. Có những cái cây mà nó đang nụ này, chậu rất là sum xuê như thế này. Hàng thuần tại Việt Nam nhé cô chú anh chị nhé. Thuần tại Việt Nam, mình không kích hoa nên là nhìn nó sẽ không có nhiều nụ như là hàng bên Trung Quốc. Chậu như vậy là 150.000 cho một giò. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mã màu sắc của cái dòng lan đen đô. Đây là cái dòng đen đô úp mắt đen. Trời ơi nó quá là đẹp mê cô chú anh chị ạ. Vừa rồi em bán những cái chậu lan mười mấy 20 thân cũng hơn 100.000 thôi. Không biết về chỗ cô chú anh chị nó sổ hoa hay không. Nếu mà sổ hoa một ngày mấy 20 thân mà nó đẹp như thế này thì em nghĩ là nó quá là đỉnh đúng không ạ? Bông hoa bầu tròn và tím đậm đà luôn. Đấy, ở đây thì em đang có những cái mã màu đen đô mà hàng chưa sổ. Em ở hiện tại thì em chưa biết mặt hoa sổ số thôi. 100.000 cho một giò, 150.000 cho một giò. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái giò lan giả hạt Hawaii cô chú anh chị nhé. Những cái chậu lan giả hạt Hawaii cô chú anh chị có thể thấy cho em ạ. Cùng ngắm cho em những cái thân giả hạt Hawaii. Thân nào thân đấy nó căng mướt như thế này này cô chú anh chị này. Nó quá là đẹp luôn ạ. Và mầm gốc thì hiện tại đang bắt đầu lên, cô chú anh chị nhìn thấy cái mầm gốc của nó chưa ạ? Đang bắt đầu là nhú mầm gốc đây cô chú anh chị nhé. Và có những cái thân thì thời điểm bây giờ đang bắt đầu là ra nụ từ gốc đến ngọn luôn. Và một chậu giả Hawaii như vậy này, rơi ít nhất là 5 thân trong một giò, ngắn dài, căng mướt đẹp như thế này. Em đang để giá có 100.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 100.000 cho một chậu thôi ạ. Thân nào thân đấy căng mướt và mầm gốc đang lên này cô chú anh chị nhìn này. Đó, về cô chú anh chị có thể kích thêm để nó có thể lên được sum xuê cái mầm luôn cô chú anh chị ạ. Đã, thân căng mướt rất là đẹp như thế này. Đó, cô chú anh chị nhìn này, đang bắt đầu chuẩn bị nứt nụ, mầm gốc đang lên. Có 100.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có những chậu giả hoàng đỏ cô chú anh chị mình có thể sưu tầm. Hôm nay em sẽ bán rẻ sập sàn luôn cho cô chú anh chị, chủ yếu em bán hàng cây giống thôi này. Đó, có những cây đang hoa cái mặt bông của dòng giả hoàng đỏ đấy ạ. Có một số bông là đang nở hoa nhá.
Giả hạc hoa hồng đỏ. Mỗi chậu lan giả hạc hoa hồng đỏ như vậy hôm nay em xin phép được bán với giá, cũng đang có những cái chậu lan lên mầm gốc như thế này cô chú anh chị này, xin phép em bán hàng hôm nay là giá chỉ còn có 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Đã cô chú anh chị nào từng mua một cái thân giả hoa hồng đỏ với cái giá đến cả 100.000 một thân chưa ạ? Hiện tại em đang để giá một cái chậu giả hoa hồng đỏ như vậy là 80.000 cho một chậu này cô chú anh chị này. Đấy, 80.000 một chậu nhá, đồng giá. Có những cái cây đang nụ đang hoa cô chú anh chị ạ. Về cô chú anh chị có thể kích thêm để nó lên thêm nhiều mầm gốc hơn nữa nhé. Ở đây cũng là cái dòng lan hoàng nhạn 4N, suýt nữa em quên mất là ở đây em đang có rất là nhiều những hình hoàng nhạn 4N, em sẽ bán thanh lý xả hàng nhé cô chú anh chị nhé. Nè, cái chậu nhạn 4N này em gọi là cái chậu 46 này cô chú anh chị. Hàng gọi là thanh lý nhưng mà vẫn rất là đẹp đây cô chú anh chị. Cây này này. Xin phép bán cây này với giá là 140.000 nhá, hình 46 ạ. Hình 47 đây, 100.000. Hình 48 em cũng bán với giá là 120.000 và hình 49 cũng 100.000, cây này rất là nhiều cặp lá. Hình số 50 120.000, hình 51 này 120.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cây này bản lá rất là to và đẹp luôn đấy ạ. Và hình số 52 em bán là 100.000, hình 53 100.000. Và ngoài ra thì hoàng nhạn em còn có cả những cây lan nhạn An 3. Những cái cây nhạn An 3 nhiều cặp lá và đẹp như thế này, hay còn gọi là dòng nhạn va, xin phép bán một cái chậu lan nhạn An 3 như vậy với giá sẽ là 100.000, 120.000 cho một cái chậu lan nhạn An 3 này. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm những cái giòn lan nhạn An 3 mà nhà vườn người ta đã trồng thuần. Nó đẹp như thế này cô chú anh chị này. 120.000 cho một cái chậu lan hoàng nhạn An 3. Như vậy hoa vàng lưỡi trắng nhá. Một cái đấy người ta ghép lên trụ. Cái giò lan có thể lên giá trị cả vài triệu. Rất là đẹp như vậy. Đây ạ, à, em đang có hai cái giò, hai cái bảng bảng long tu nhá cô chú anh chị nhá. Bảng long tu số 1 này. Đó, cái đang nụ này đang lên mầm gốc này. Khá là nhiều thân đang nụ ở đây cô chú anh chị này. Và cái bảng long tu này, bảng long tu này xin phép bán với giá chỉ có 60.000 thôi này cô chú anh chị này. Về cô chú anh chị ngắm một mùa hoa thôi cũng đã. Mà cây này thì không phải chỉ ngắm một mùa hoa đâu cô chú anh chị, về chăm thì chỉ có càng chăm thì càng đẹp thôi cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái giò long tu số 2. Long tu số 2 thân mập nú, hình như đâu là lẫn cả vôi cô chú anh chị ạ, lẫn cả hoàng thảo vôi. Cây thì cũng đang bắt đầu là nhú nụ. Và cái bảng long tu này em xin phép được bán với giá là 100.000. Sang bên này đây sẽ là em có một cái giò dáng hương tam bảo sắc xinh đẹp ở đây, đang nhú nụ rất là rõ rồi cô chú anh chị này. Đây, đang nhú nụ rất là rõ ở đây rồi. Về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức ngay một mùa hoa thơm ngát từ cái giò tam bảo sắc này. Em xin phép được bán cái giò này với giá là 50.000 nhé cô chú anh chị nhé. Tam bảo sắc số 1 50.000, tam bảo sắc số 2 90.000 ạ, và tam bảo sắc số 3 với giá là 60.000. Đó, có 3 giò tam bảo sắc như vậy. Và sang bên này đây thì em đang có những cái giò lan, à đây, cây lan, cây trà, cây bạch trà cô chú anh chị nhá. Cây trà bạch, bạch trà đấy ạ, bạch trà cổ đấy ạ. Những cây bạch trà cổ hàng giống, cây rất là cứng cáp và phân tán như vậy luôn rồi này. Với cây bạch trà cổ như vậy em đang để giá có 80.000 thôi ạ. À đâu có 80.000 đâu, có 18.000 chứ cô chú anh chị, có 18.000 một cây thôi cô chú anh chị nhá. Và một cái giò lan đùi gà tròn này cô chú anh chị này. Với chậu lan đùi gà tròn duy nhất em xin phép bán chậu này với giá là 150.000. Bên này đây sẽ là những cái đây em còn có thêm cả những cái chậu lan dáng hương đuôi cáo này cô chú anh chị này. Có cả những cái trụ nguyên bản nữa cô chú anh chị nhá. Đây, cái giò dáng hương đuôi cáo em còn duy nhất một cái trụ dáng hương đuôi cáo nguyên bản này thôi. Trụ này 5 cây ạ, cô chú anh chị, 5 cây bám giá thể rất là chắc khỏe như vậy, em bán trụ này với giá 200.000. Và bên này cũng là một cái khúc hàng cáo đã thuần sẵn nhá cô chú anh chị nhá. Cái trụ cáo này em xin phép được bán với giá là 180.000 đây cô chú anh chị, chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 36, một cái chậu cáo đã thuần này cô chú anh chị. Hàng này là nhà em tự trồng thuần và không có phân thuốc nên là cô chú anh chị thấy rằng là cây rất là cứng cáp chứ nó không phải là xanh mướt như là những cây vào nhà vườn người ta trồng chuyên nghiệp ạ. Cái giò này em xin phép được bán 220.000 nhá cô chú anh chị nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 37 này. 37 với giá cũng 220.000. Và hình 38 này với giá cũng 220.000. Hình 39 ạ. 39 đây cô chú anh chị, chắc chắn rằng đến mùa hoa những cây cáo nhà em không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu, bởi vì hàng bây giờ chỗ em ấy thì là những cái cây cáo ở vùng Cao Bằng thì bao giờ cái cần hoa của nó cũng rất là dài, bây giờ thì cây đã ngậm nụ hết rồi nên chắc chắn rằng mùa hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng. Cái giò này em bán với giá cũng là 220.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 40 cũng với giá là 240.000 cho chậu này. Và hình số 41 ạ, 200.000. Hình số 42 với giá cũng là 200.000 cô chú anh chị nhé. Và hình 43 180.000 ạ.
44 140.000. Đó. 44 140.000 và 45 là 240.000 đây. Cái chậu dáng hương đuôi cáo đây ạ. Cô chú anh chị ngắm và lựa chọn cho em, chắc chắn rằng đến mùa hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng nhé. Và bên này sẽ là những cái chậu lan thanh đạm sữa, mỗi một chậu thanh đạm sữa to bình như này. Em đang để giá là 100.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị này. Này đây sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size luôn, 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg rêu rừng. Rêu rừng đẹp 50.000 trong 1 kg nhé. Dớn vụn 40.000 một trong 1 kg, 1 kg được rất là nhiều và dớn bảng này, một bảng như vậy kích cỡ là 13 30 với giá 40.000. 13 30 15.000 chứ. Và kích cỡ là 20 30 với giá 18.000 và kích cỡ là 18 40 với giá là 22.000. Rêu rừng 50.000 và duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp, Atonic 12.000 cho một gói nhé. Dưỡng chất AB với giá 80.000 cho dưỡng chất AB giúp cho thai hormone tăng trưởng ạ, 50.000 cho một lọ, và B1 Thái 40.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 và ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cát tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ. Và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh khoáng nấm 15.000 một túi nhé. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương, đã ủ men vi sinh ủ khoáng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm với giá là 35.000 cho một túi 1 kg của chú anh chị nhé. Đây là một cái sản phẩm mà đã được ủ men vi sinh ủ kháng nấm, là một cái sản phẩm mà lại được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương, đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, nên cái sản phẩm này chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị những cái công dụng, nói chung là cung cấp giá trị dinh dưỡng phải nói là tối ưu nhất, hạn chế nấm bệnh tuyệt vời. Đó, có thể cũng rất là lành tính đối với cây nữa. Bên này là em có phân dê cũng đã qua xử lý rồi. Đó, nên là đảm bảo rằng là có thể cung cấp giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho cây mà không sợ làm ảnh hưởng cây. Giá 18.000 một kg cái dòng phân dê này. Bên này đây thì em có sinh tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé. Hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Cô chú anh chị biết rằng là từ những cánh hoa hồi người ta có thể cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo độ ngọt đúng không ạ? Và rất là tốt đối với sức khỏe nữa. Nên là từ những cánh hoa hồi như vậy chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị những cái công dụng dược liệu vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt cái mùi hương của nó sẽ giúp cho cô chú anh chị có cái cảm giác thư giãn vô cùng luôn ạ. Thì em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay hiện tại bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.